Dạ thì Kim Khiết xin kính chào bà con cô bác. Hiện giờ thì Kim Khiết đang có mặt tại lễ hội bánh mì Việt Nam lần 2. Thì ở đây là khu vực cổng vào. Mới bước vô thì thấy ở đây rất là đông á. Bây giờ thì sẽ đi một vòng coi thử ở đây có những gì ha. Dạ mời bà con cô bác cùng đi với Thùy nha. Lễ hội bánh mì thì chắc chắn là sẽ có nhiều bánh mì. Đầu tiên mới bước vô là thì thấy có trước là một quầy bánh mì nè bà con cô bác. Ở đây rất đông. Bánh mì tăng. Ở đây giống như là bánh mì dùng thịt truyền thống của Việt Nam mình, bánh mì ba tê xá xíu. Rất là đông, mọi người đang đứng xếp hàng để mua. Mấy bạn làm rất là nhanh tay luôn. Thơm quá. Thì sẽ đi một vòng, xong rồi một hồi sẽ xem có cái gì thích sẽ tấp vô mua, hoặc là một hồi rồi quay lại mua sau. Ở đây có bán dừa sáp nữa bà con cô bác. Đây là quầy dừa sáp. Dừa này là dừa tươi chứ không phải dừa sáp. Nãy nhìn tưởng dừa sáp chứ. À, có sáp luôn. Ở trên là để dừa tươi bánh tre, còn bên dưới thì có dừa sáp. Giờ này là tầm 4 giờ chiều bà con cô bác. Thời tiết cũng còn rất là nóng, nhưng mà du khách tới thì rất là đông. Thật ra là thì cũng hôm bữa thì nghe nói lễ hội bánh mì này mấy ngày rồi thì cũng tính đi, bởi vì trước giờ cũng rất là thích ăn bánh mì thì cũng hay mua máy về nhà để trộn bột rồi tự nhồi tự làm bánh mì, nhưng mà hầu như là làm nhiều lần nhưng chưa có lần nào thành công hết trơn á. Ở đây có một cái quầy bánh mì nữa. Bánh mì ở đây rất là lạ, nhìn nó cái ổ bánh mì nó nhọn nhọn. Cái này là bánh mì dùng thịt nè. Cái này là bánh mì chay. Ở đây là có đồ dồn toàn bộ là chay hết. Bánh mì nấm, bánh mì phá lấu, bánh mì pate, bánh mì cá mòi, bánh mì tiêu. Trời ơi. Tới cái này rồi thì mua cái quạt mới được nực quá trời nực. Bao nhiêu một cái nha chị? Cái này 50 hả? Ôi cái quạt dễ thương quá. Dạ. Cái quạt Việt Nam có hình dạ, dễ thương. Vậy là nó có nhiều loại. À có một loại hoa văn nhưng mà nhiều màu. À. Cái đó có màu hồng không, cho chị cái màu hồng. Hầu như là đi đâu thì cũng mua. Nhỏ nhỏ hả? 50 70 triệu. Sao 50 đâu? Nghe 50 à? Dạ cái nào. Cô gái Việt Nam. Cậu bé cởi trâu. Là cái nhỏ là cái nhỏ. Thôi lấy cái này đi mà tối tiền cho chị. Dạ. Cái nón lá dễ thương quá. Mua cho con, mua cho bé hả cô? Mua cho bé. Cái này được hơn là cô, cái đó nhỏ quá không? Bé này thì đôi cái này nó vừa. Cái đó nhỏ lắm. Chị đưa lên cắm nha. Dạ đúng rồi. Chị cầm chụp cho em. Rồi. Cảm ơn chị nha. Cái này là quầy nón lá với lại quạt. Người bán cũng mặc áo bà ba rất là dễ thương. Tò he. Ủa cái này là chị ở đâu lại bán chị ha? Dạ cái này là tụi em đi làm chương trình treo ấy. Cái này là của anh Lê Xuân Tùng. Anh Lê Xuân Tùng hình như là hồi trước có kỷ lục gia Việt Nam. À dạ. Biết rồi, lần trước có quay ảnh một lần. Dạ. Rồi cảm ơn chị nhiều dạ, nha. Em cảm ơn ạ. Dạ. Cái này là máy quay thủ công mỹ nghệ. À cái này là móc khóa nè bà con cô bác. Ở đây nói là lễ hội bánh mì. Cái đó đang khách tay. Lễ hội bánh mì nha, hầu như là thấy bánh mì cũng không có nhiều lắm bà con cô bác. Ở đây thì thấy có thêm hai quầy bánh mì nữa nè. Là bánh mì
bánh mì gà và bánh mì xá xíu. Thật ra là lễ hội này là có nhiều loại bánh, nhiều loại đồ ăn chứ không có phải là bánh mì không. Bánh mì cũng không nhiều lắm. Vẫn chưa thấy được cái loại bánh mì mà Thùy thích. Thùy thích đó là cái loại ổ bánh mì nhỏ nhỏ vậy nè bà con cô bác, mà nó thật là đặc ruột luôn. Thùy định đi một vòng để kiếm mua bánh mì các loại để mang về. Nhưng mà nãy giờ chưa có thấy được cái loại bánh mì mà mình thích đó nha. Để đi thử tiếp là như thế nào. Ở đây đông ghê á. Đây là bánh mì gì ta? Ở đây là đang bán mấy loại bánh mì này. Đủ loại hết trơn. Nhưng mà thì không thích, thì vẫn thích bánh mì truyền thống thôi. Đông ghê bà con cô bác. Cái này đã là ngày cuối cùng rồi nhưng mà vẫn còn rất là đông. Thì nghĩ chắc là mấy ngày trước là đông dữ lắm luôn á. Không biết ở đây có bán cái bánh mì thật là to không ha. To ơi là to to như vậy nè. Với lại ngày xưa ở Việt Nam mình có mấy cái loại bánh mì mà người ta hay nặng hình con này con kia con nọ bự như vậy nè bà con cô bác. Bánh mì ngọt á. Cái đó cũng dễ thương nữa. Nhưng mà nãy giờ thì không thấy bán. Ở đây là quầy trái cây lắc. Dâu tây, mận. Nem nướng. Ở đây là đồ nướng. Cơm lam. Ủa gì bánh mì đâu ta? Mọi người mua đồ nướng xong sẽ đem ra đây ngồi ăn nè bà con cô bác. Dễ thương lắm, chỗ này mình cũng mát mẻ nữa. Thì thấy là đi cũng hơi xa xa rồi đó mà vẫn chưa có mua được bánh mì. Ở đâu bán bánh mì ta? Có khi nào đi hết một vòng mà hôm nay không mua được bánh mì gì hết không biết nữa. Ở phía trước là gì? Mua một tặng một cùng loại. Quầy hầu như là quầy nào cũng đông hết. À, cái này là quầy chả, giò thủ, chả bò. Ở đây có bánh mì, có bánh bò thốt nốt rồi con cô bác. Cơm dẹp. Cái này bán sao vậy chị? 10 ngàn một cái hả? Cái này là bánh bò thốt nốt hả? Lấy cho em 5 cái đi chị. 5 cái là 50 ngàn hả? Ở đây là có bánh da lợn nữa nè, bánh mì nướng với lại xôi. Bánh này là ở hả? Rồi, cảm ơn. Cho em cái bịch này nha chị. Dạ. Ôi, bánh còn nóng hổi luôn. Bánh đậu xanh. Nhìn nó đủ màu đẹp ghê không biết. Nó là bánh đậu xanh. Bên đây là bánh bông lan, bánh bao chỉ. Ở đây bánh là nhiều, nhiều hơn cả bánh mì luôn mà con cô bác. Đây 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 bánh mì tươi. Nhìn cái này ngon quá vậy. Thì thích mấy cái loại bánh mì như vậy nè. Sữa rồi. À bánh mì này là bán đem về mấy nướng hả em? Đem bánh mì đông lạnh. Cái này bảo quản được bao lâu? Dạ cái này là 6 tháng á. 6 tháng hả? Dạ. Cái này là mình bỏ vô lò nướng mình nướng vậy sao? Dạ đúng rồi, một là lò nướng, hai nồi chiên không dầu, mình áp chảo và nướng BBQ đều được thì. Trước khi mình nướng thì mình đã đông trước cùng em 5 phút nhá. Lấy cho chị hai bịch giống vậy đi. Lấy hai bịch tươi em ạ, à, bạn ơi. Bao nhiêu một bịch vậy? Dạ 36 ngàn, một tổng là bao nhiêu? 36 108. Dạ cho em xin cái nửa. I'm sorry. Em cho chị thử một miếng nha. Dạ chị thử đi ạ. Chị muốn ăn cái này mình nướng lên nó sẽ như thế này. Dạ đúng rồi, ví dụ như ở nhà mình. Thôi, muốn này hả? Ủa, biết gì hả?
quen quen. Mai xanh, bên Tiêu Hảo với bà Toàn. Hèn chi bởi chị thấy quen quen. Ôi quá lâu rồi, mười mấy năm rồi. Đây chị làm gì hôm nay ạ? Chị đi vòng vòng lễ hội bánh mì nè. Chị mua ở đây đúng không? Ừ. Bánh mì tôi. Lúc này em làm bên này hả? 26 dạ. 26. 72 nếu mà. Lấy nữa không chị, lâu lâu mới giảm giá thôi. Quen mì đây ngon lắm á. Ngon hả? Còn nguyên cám này ăn theo thì. Ừ. Ăn giảm cân đúng không? Lấy một lìa tươi chị. Lìa toàn này. Ủa, em nghĩ là bên Masan lâu chưa? Nghĩ lâu rồi, làm lâu lắm rồi chị cũng làm thôi. Lâu lắm rồi. Đúng rồi. Thôi vậy em. Dạ bốn cái vậy thôi thì không ăn. Ừ. Thôi được rồi, hai bịch được rồi. Hai bịch. Ngon chứ? Ngon. Bốn cái nhà nè. Ừ. Ngon lắm mà con cô bác. Cái này đúng là cái loại mà thì thích nè. Dạ, nó có chút bảo quản. Em tên gì chị quên rồi. Em tên Tuyền. Tuyền. Em làm chung với Tuyền biết chung đó, là chị Phương rồi đó. Là được được vô sau đúng không? Ừ. Là cái lúc mà chị sắp nghỉ. Đúng rồi, đó là chị sắp. Ngày xưa thì đi làm siêu thị bà con cô bác làm chung với bé nè. Tới giờ đã mười mấy năm rồi. Giờ chắc em cũng mấy đứa con rồi hả? Đúng rồi, đúng không chị? Có tham gia hội chợ bên đây không chị? Không, chị không có tham gia. Tại vì chị bán trang sức chứ không có bán thức ra đồ ăn cho nên nó không có phù hợp. Chị bên đây mình đúng không? Ờ, ôi biết luôn hả? Ơ trời ơi. Em có cái gốc. Ủa có kết bạn với chị hả? Đó. Là tên gì ta? Em không nhớ tại em mấy cái lần để em nhớ coi về em nhắn tin chị. Ừ, về nhắn tin chị đi. Mình ưu đãi hơn, mình có điều được ưu đãi đúng không? Đó, đảm bảo quen là ưu đãi hết. Cứ tới đi chị ưu đãi tính giá đặc biệt. Dạ. Vậy nha, bữa nào gặp. Cái này ăn ngon, siêu thị mua ủng hộ em nha. Có dịp đánh cà phê. Dạ. Lâu quá không gặp mấy chị em. Ngày xưa đi làm cũng có nhiều cái kỷ niệm. Cái này giống như là bánh mì lá lốt phá lấu. Bánh mì lá lốt là bánh mì giò họ dồn lá lốt. Nhìn giống như là quầy ẩm thực của Thái ấy, có ba khía gỏi đu đủ nữa nè bà con cô bác. Ba khía nhìn ngon ghê á. Không hiểu sao mình thì rất là thích ăn khô, thích ăn ba khía nha. Cứ nhìn là mình là thấy ghiền à. Ngon quá. Trời ơi, mấy cái nem nướng mình đang nhìn hấp dẫn dễ sợ. Ừ, trời ơi. Mới nướng nè chị, ngon lắm, 30 ngàn sâu chị. 30 ngàn một sâu hả chị? Ủa cái này của mình là quầy... Thái, đồ ăn Thái hả cô? Đúng rồi, đúng rồi. Còn này nhiêu ổ? À, 10 ngàn. Còn nếu mà ăn với bánh mì phá lấu là 50 ngàn. Ờ, ăn bánh mì phá lấu là này hả cô? Đúng rồi, đúng rồi. Ngon lắm. À, lắm. Nãy giờ bánh mì phá lấu. Bánh mì phá lấu 50 ngàn. Lấy cho con hai ổ này đi. Mà cô lấy cho con cái ổ trắng trắng á. Con lại không thích ăn bánh mì nó giòn mà. Hai ổ. Hai ổ. Với lại cho con hai sâu này. Hai sâu nem đúng không? Dạ. Ờ là phải nướng ha anh. Không, tại vì cho nóng lại á. Dạ rồi. Vậy bánh mì nướng luôn không? Nướng giùm em luôn đi. Cái này nóng thật hả? Này nó mới nướng nóng thật à. Ba ổ. Ba sâu nem luôn đi anh. Ba sâu nem luôn. Ba sâu nem. Ủa bánh mì này to ghê luôn á. Ủa hai loại hả anh? Không, bánh mì đã trưng bày không có ăn được. Ủa này là đồ trưng bày hả? Ừ, cứng rồi. Đồ này cũng ban tổ chức cho. À. Ở đây có cả cái cơm lam. Ủa là nhiêu tiền anh? 101 trăm mốt anh thấy. Cái này là mình ở đâu lại đây bán vậy anh ha? Kiên Giang. Ở Kiên Giang hả? Rồi. Hèn chi nãy giờ em thấy có mấy quầy để là ẩm thực An Giang rồi đồ lạp thiệt đó hả? Em tưởng là người ở đây bán thôi. Đi đây là một gần đi tới Quế Đà Nẵng à. Ủa vậy là quê anh là ở Kiên Giang luôn hả? Giờ nước da đó biết Kiên Giang hả? Nhìn nước da là biết Kiên Giang hả? Làm sao biết được? Nước da nè. Người... Không. Không. À, nước da mặn mặn là người Kiên Giang hả? Ừ, lỡ người ta trắng trẻo người ta không chịu á nha. Ở bên kia là có người ta kiện người kìa, người ta nói bộ Kiên Giang ai cũng đen như ông vậy hả? Em nói chị. Dạ. Ờ, chị đâu kiểu đen đâu. Không, em ở Vĩnh Long, em không Kiên Giang. Ờ, Vĩnh Long, chơi mưa. Mới tính hỏi ba ổ bánh mì em đâu. Rồi, cảm ơn nhiều. Ủa, ba ổ hả? Ba ổ 120. Vậy là chưa tính đủ phải không? Ba ổ nhém hồi đi lỗ 10 ngàn rồi.
Thôi tặng gì nè, trả tiền nè. Thấy ghét không? Dễ thương dễ sợ. Rồi thôi em cảm ơn. Chết rồi thì cầm như vậy rồi làm sao mà đi đây bà con cô bác. Nó hơi bị nóng quá. Thì sẽ mua rồi lát nữa kiếm chỗ. Dạ, để nhờ mấy anh bên ngoài hỗ trợ sắp phụ. Thì sẽ ăn một mua xong rồi lát nữa mình sẽ kiếm chỗ để mình ngồi xuống và mình ăn một lượt. Chứ sách là, sách phục hồi là không đi được luôn. Thấy cái gì cũng mua là hồi không đi được luôn. Dễ thương quá, mấy người bán đây cũng dễ thương nữa. Ủa? Nãy giờ sao đi nhanh vậy ta? Hình như là Thùy đi gần một vòng rồi đó bà con cô bác. Bắp tươi. Bánh mì chả. Quá trời đông rồi. Kẹt xe hết đi được rồi. Đông ghê á. Lúc nãy là quầy ẩm thực của Kiên Giang, còn bây giờ là cái này là tiệm bánh nướng A Bao. Đông quá bà con cô bác ơi, bây giờ phải chen vô mới được. Thôi đi, chắc mình đi lại chỗ nào trống trống xíu đi. Đông lắm. Càng ngày càng đông. Vậy là lúc nãy á, là Thùy đi còn sớm á, cho nên nó còn vắng. Còn bây giờ quá trời đông rồi. Cái này là giống như cái quầy lúc nãy thì ghé vô mua tương tự. Ồ, đây có cái món ốc nhồi ngon quá. Ốc bu. Trời ơi, nhìn hấp dẫn ghê á. Ở đây bán hầu như cũng các thứ giống như nãy nè. Có lòng gà nướng nè, trứng nướng nè. Cái này là nấm kim châm, ba khía, chân gà, rồi cơm lam. Cũng tương tự với cái quầy lúc nãy thì ghé. Nhưng mà thì mua rồi. Trời ơi nực. Chè trái cây chắc vô đây ô kêu một ly quá. Này là chè gì vậy em? Chè bưởi ngũ sắc hả? Chè bưởi ngũ sắc hả? Nhìn hấp dẫn quá còn này. Cái này là chè bưởi thốt nốt. Chè bưởi thốt nốt. Cái này là đặc sản An Giang hả em? Cái này chè bưởi Vĩnh Long hả? Ủa? Chè bưởi Vĩnh Long hả? Chị cũng Vĩnh Long nè. Ủa Vĩnh Long đâu có bán cái này? Cái này là bưởi em nhập nguồn gốc từ Vĩnh Long á. À. Thương hiệu là chè bưởi Vĩnh Long à. Chứ không phải là chè này ở Vĩnh Long. Dạ, hèn chi ở Vĩnh Long chị không có thấy. Em có ở thành phố Hồ Chí Minh với lại Bình Dương thôi. Tên là quán chè bưởi Vĩnh Long nhưng mà chỉ bán ở thành phố Hồ Chí Minh chứ không có bán Vĩnh Long. Cho chị một phần này đi. Chị có ăn đá không? Có. Chè bưởi Vĩnh Long ở chị có thấy mấy chi nhánh ở quận 10, ở quận 5 nữa. Quận 6 đó hả? Thôi thế cho chuyện ly này nữa đi, hai thứ thử coi cái nào ngon. Đá đi. Bao nhiêu một ly vậy em? Dạ 25 nghìn một ly. Ủa cái này mình bán ở đây từ mấy ngày rồi em? Thêm một ly trà ối hồng cho chị nha Cưng. Nóng. Uống cho nó đỡ khát. Nực quá trời nực. Ủa bình thường cũng nóng vậy hả? Ở đang nghe đây công viên cây cối quá trời mát mà vẫn nóng hả? Nhiều người á chị. Đông người, với lại thời tiết bây giờ đang sắp mùa hè nữa nè. Bữa nay là buổi ngày cuối thì bán tới mấy giờ em? 9-10 giờ tối luôn. Hết khách thì tụi em sẽ dọn về. Rồi, bao nhiêu tiền vậy? 80. Không thấy mấy chỗ mà bán bánh mì truyền thống mà cái loại to mà có con này con kia. Đi kiếm vòng vòng để dẫn thấy. Đồ ăn là nhiều. Mấy cái chè này là nhìn hấp dẫn ghê. Rồi cảm ơn em. Bên này là xôi. Xôi gì vậy ta? Lady xôi. Xôi lady.
Ở đây quầy đặc sản ẩm thực của An Giang nhiều ghê bà con cô bác. Ở đây có một quầy nữa nè, nãy giờ là mấy quầy giống vậy luôn. Ôi mà ở đây có thêm cái ở đây có cái cốm dẹp này nhìn hấp dẫn quá. Cốm dẹp này bán sao vậy anh? 20 ngàn một gói hả? Dạ đúng rồi. Lấy cho em chục gói à, chục gói đây tính 19 ngàn. Thôi ăn hết, gói xanh gói trắng. Bán cơm dẹp mà cũng sale nữa đó, mua 10 tính 19 ngàn gói. Đúng rồi. Cái nào của mình cũng phải có sale hết đó ha. Ủa, cái này có chặt sẵn không anh? Dạ không được, chị uống nước hay uống ly đi. Cái này mai em xách chiếc chuồng đi có vợ rồi. Chơi kỳ ha, chơi trưng bày không bán. Chờ em giấy 50 cái gì? Mai họ chạy dẹp em lấy chiếc xuồng đi hỏi vợ rồi. Vậy hả? Ừ. Chiếc này là hỏi vợ được luôn á. Rồi nãy giờ thì mua nhiều lắm rồi bà con cô bác ơi, chắc phải kiếm chỗ ăn quá chứ. Sao bé Linh của mình nó đâu có tiêu người ta, với bé Mai nãy nó nói nó ra mà không đứa nào ra hỗ trợ hết trơn, đồ sách không có hết. Để thì sách máy xuống thì gọi điện, không thấy đứa nào hết trơn trời. Hẹn nhau đi cuối cùng giờ còn mình thì nãy giờ đi lang thang, còn hai đứa nó đâu có tiêu. Quá trời đông luôn rồi bà con cô bác ơi. Để thì gọi Mai, bé Mai mới được. Thôi mình đi ra thích ngoài xíu để cho bớt đông chứ đây quá trời đông rồi. Đông quá. Ôi càng ngày càng đông luôn. Hồi nãy thì mới vô thì nói sao mà vắng quá. Đi một hồi bây giờ sao mà đông quá. Số máy không liên lạc được. Dữ quá trời quá đất. Rộng lắm bà con cô bác, toàn cái đoạn ngoài này nữa. Ở đây có bánh kem. Hầu như là thì đi cũng gần hết cái khu rồi, còn bên kia thì cái khu của mấy nhãn hàng thương hiệu thôi à. Kệ đi. Gọi không được. Dài dài ở đây là bánh mì. Ở đây là những quầy bánh mì mà dồn thịt giống như truyền thống của mình ngày xưa. Đây là bánh mì chả. Đây nè. Bánh mì má hải. Ở đây có cái hamburger bự thật là bự. Cái đó chắc là mô hình quá. Trong kia là bánh mì nè, bánh mì sandwich, bánh mì các loại. Ở đây là các loại bánh ngọt, bánh mì ngọt, đủ thứ bánh ngọt hết. Rồi thôi bây giờ, trời ơi bên đây đông quá trời luôn kìa bà con cô bác, không biết tao xếp hàng làm gì nữa. Người ta xếp nguyên hàng dài luôn. Quá trời. Rồi bây giờ thì sẽ kiếm một cái chỗ để mà ngồi xuống và để mấy cái đồ ăn nãy giờ mình thì mua để ăn thử. Dạ tí nữa có gì à. Trời dễ thương quá. Vẽ tại chỗ luôn. Cái dãy này nãy thì chưa đi, bây giờ đi thêm một dãy này nữa là xong được rồi.
vẽ chân dung. Ờ, dễ thương quá. Nhìn cảm giác như là cái bếp lửa đang cháy bà con cô bác. Ở trên đây là bán bánh mì. Dạ xin chào. Ờ, mấy cái này là dễ thương ha. Bánh này có chữ luôn. Mấy cái này là mô hình hả em? À nhìn dễ thương ghê á. Mình đây mua 2 tặng 1 luôn rồi. Bây giờ 10 ngày em mua không hả? Bên kia đông quá nên ra qua hả? Quá trời luôn nha. Ở đây là quầy nước. Chết rồi đông quá à, đi không được luôn á. Ở đây có cái món ốc hấp khói bốc lên nghi ngút, nhìn hấp dẫn ghê. Ốc hấp với lại phá lấu nãy giờ thấy bán nhiều rồi, chắc là thì sẽ đi kiếm chỗ để ngồi với bà con cô bác ơi. Ở ngoài đây hả chị? Rồi để coi coi nãy giờ mình mua được những gì. Dạ thì mua chè, bây giờ thì sẽ bày sẵn ra đợi bé Mai với Linh nó vô. Hai đứa này không biết nó đi lạc đóng tiêu, hẹn đã rồi giờ không thấy đứa nào hết trơn á. Đó, hai ly chè cho hai đứa nó. Thì sẽ uống cái này. Đang khát nước dễ sợ. Trời nóng nực mà uống cái ly này là đã khát nhất nè bà con cô bác. Đây là ly trà ổi hồng. Lúc nãy thì cũng bon chen thì mua trà bưởi, nhưng mà bây giờ nóng nực quá, bây giờ chỉ muốn ăn uống nước mát thôi. Cái này nhìn hấp dẫn ghê á. Với lại cái này cơm dẹp. Cơm dẹp này ngon lắm. Ôi chết rồi. Thiệt tình hư quá là hư. Đổ rồi. Thôi để đây đi, để lấy ra nó đổ. Thật ra là thì thích nhất là cái này nè bà con cô bác. Thì rất thích ăn bánh mì. Nhìn thấy bánh mì này là thích liền, lát chắc mua một ít mang về nữa. Rồi, tí nữa thì sẽ đi một vòng lại. Nhớ chỗ nãy giờ mình đi rồi, sẽ đi lại một vòng. Và cái nào mình thích mình sẽ mua thêm, mình mang về. Vẫn chưa có cái loại bánh mì mà Thùy đang tìm. Nhưng mà được cái là mua được cái này. Bình thường thích ăn bánh mì lắm mà không hiểu làm sao thì mua máy về nhà này ha, thì ngồi thì nhồi, mua máy về nhồi bột rồi á hả, bắt đầu đem đi phải ủ xong cho nó nở ra rồi đem đi phơi nở vô lắm nha, nở bự ra vậy nè, mà tới chừng khi mà thì nặng thành cái bánh nó bỏ vô là nướng á thì nó không có nở, nó cứ ngắt à, còn không nó có nở đi nữa thì nó cũng nở có chút xíu, làm hoài cũng không có thành công được, bởi vì nhiều khi tức dễ sợ luôn. Thôi thì bây giờ thì sẽ ngồi đây thì đợi mấy bé nó tới. Rồi mấy chị em sẽ đi mua thêm gì lại đây ngồi ăn. Rồi đi về. Dạ rồi, cảm ơn bà con cô bác đã theo dõi hết clip ạ. Thì xin cảm ơn rất nhiều. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Khi xem video, nếu cảm thấy yêu thích, bà con cô bác vui lòng đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Các bước đăng ký rất đơn giản như sau. Đầu tiên, bấm vào biểu tượng kênh có hình Thùy Kim Khiết đang đội nón lá. Khi thấy có bảng đăng ký hiện lên, vui lòng bấm vào chữ đăng ký. Khi hiện lên đã đăng ký là xong. Tiếp theo đó sẽ bấm vào biểu tượng hình cái chuông. Bước cuối cùng, bấm vào chữ tất cả. Như vậy là đã xong. Cảm ơn bà con cô bác đã quan tâm và ủng hộ kênh Thùy Kim Khiết. Xin cảm ơn rất nhiều ạ.